Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Một nữ diễn viên công khai đòi ôm với Nhất Bác, nam ca sĩ ngay lập tức có màn đáp trả cực kỳ tinh tế. Bảo sao không hiếm nghệ sĩ nữ yêu mến với Nhất Bác là vậy. Có thể nói với Nhất Bác hiện là một trong những ngôi sao nhận được sự yêu thích và có lượng fan đông đảo của làng giải trí Hoa Ngữ. Những thông tin, tin tức, hình ảnh về vừa Nhất Bác đều được các fan săn đón nhiệt tình và đều nhận được rất nhiều sự chú ý. Cũng chính vì vậy, những bóng hồng xuất hiện bên cạnh vừa Nhất Bác cũng trở thành đề tài bàn luận của netizen. Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nữ diễn viên Từ Mộng Khiết vui mừng vì gặp được vừa Nhất Bác đã khiến nhiều người thích thú. Cụ thể, trong một chương trình tạp kỵ, vừa Nhất Bác đã bất ngờ xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Ngay lập tức, Từ Mộng Khiết từ trạng thái bối rối đã chuyển sang mạnh dạn, bày tỏ ý muốn được ôm vừa Nhất Bác. Trước lời đề nghị của Từ Mộng Khiết, vừa Nhất Bác không ngần ngại nở nụ cười và giang tay ngay khi nữ diễn viên lao đến. Netizen sau khi xem đoạn clip đã dành khá nhiều lời khen cho Từ Mộng Khiết. Vì cô nàng quá đáng yêu và thật thà, chính biểu hiện của Từ Mộng Khiết đã khiến nhiều netizen công nhận, nhìn thấy rất có cảm tình và không hề giả chân. Có thể nói với Nhất Bác hiện tại là ngôi sao vô cùng ăn khách tại thị trường Hoa Ngữ và được người trong ngành rất yêu mến. Tần suất xuất hiện của anh chàng phụ sóng mạnh mẽ trên cả phim ảnh, game show và các sân khấu âm nhạc. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.